Có lẽ tôi đã quá khinh suất và mơ hồ, hở cơ hội cho bọn chúng lợi dụng để viết ra bài luận đó. Tôi không đi. Thả tôi ra. Các ông định làm gì? Các ông nên nhớ, hành động bắt người trắng trợn này của các ông đã vi phạm quy chế ngoại giao giữa hai nước Pháp và Trung Quốc. Vậy là sau 4 năm bị bắt giam, ta có thể trở về nước phát động khởi nghĩa vũ trang rồi. Tiên sinh, Đức bị thua ở châu Âu rồi. Đến Đức mà còn thua Pháp và đồng minh thì chúng ta còn hy vọng gì đâu. Trời ơi, vậy mà lúc đầu cứ tưởng là Pháp sẽ bại trận, ta có thể dựa Đức hất Pháp ở Đông Dương, nhưng rốt cuộc thì Pháp lại thắng trận. Các anh có thấy Sào Nam tiên sinh có vẻ đang rất chán nản, bi quan không? Không chán nản làm sao được. Còn nhớ xưa kia phong trào Đông Du thất bại, cuộc cách mạng Tân Hợi đem lại cho chúng ta bao nhiêu là cảm hứng và hy vọng. Sào Nam tiên sinh hủy bỏ Duy Tân Hội, thành lập Hội Việt Nam Quang Phục. Nhưng rồi, Việt Nam Quang Phục Hội cũng dần dần phải lui về trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù. Ông ấy bi quan cũng phải thôi. Tiên sinh dao động rồi hả? Tôi thấy điều đó trong hàng loạt các tác phẩm gần đây. Phan tiên sinh trước sau vẫn là người thực tâm yêu nước, thương dân, sao có thể bỏ cuộc được? Các anh không tin vào chính thủ lĩnh của mình sao? Sự chán nản bi quan của ông ấy làm tôi cảm thấy lo lắng thôi. Chẳng phải là Phan Bá Ngọc và Lê Dư sao? Họ tới gặp Phan tiên sinh làm gì nhỉ? Từ ngày Việt Nam Quang Phục Hội lui về, dường như hoạt động của tiên sinh cũng bớt năng nổ hơn thì phải. Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao tiên sinh cứ nhất định phải theo đường lối bạo động? Chẳng phải trên trái đất này có nơi đã theo con đường ôn hòa mà vẫn thành công đó sao? Đâu nhất thiết cứ phải dùng đến vũ trang cho tốn xương máu. Vậy tôi nên bắt tài với Pháp sao? Đúng vậy. Người Pháp tuy ác với người mình, nhưng họ là một dân tộc có rất nhiều ưu điểm. Ta có thể lợi dụng điều đó để giúp dân tộc ta tiến lên. Chỉ bằng tiên sinh làm bài luận khuyên Pháp hợp tác với nước ta, rồi mang cho ông toàn quyền xem xét. Đúng đó, hãy viết về việc Pháp diệt Đề Huệ. Đề Huệ với Pháp sao? Ai chẳng biết người Pháp tìm cách vô hiệu hóa sự chống đối của dân ta bằng chính sách Pháp diệt Đề Huệ. Thật giả dối khi phải nghe chúng rêu rao rằng người Pháp đang dìu dắt và khai hóa dân tộc Việt. Vậy thì ông chưa hiểu hết về toàn quyền. Từ khi lên nắm quyền, ông ta đã lập nhiều trường học cho cả trai lẫn gái theo học, lại đặt ra Bắc Kỳ Tân Luật, lại cho người Việt kết xã lập hội. Đó chẳng phải là những điều rất tích cực hay sao? Đó các anh xem, Sào Nam tiên sinh đã viết Pháp Việt Đề Huệ chính kiến thư. Về việc Đề Huệ với Pháp, tôi sợ rằng cụ Phan sẽ muốn Đề Huệ với chúng. Ông Phan, ngài toàn quyền rất vui vì cuối cùng ông cũng đã nhận ra chính sách Pháp Việt Đề Huệ của chúng tôi tốt thế nào. Nước Pháp sẽ dìu dắt và khai hóa dân tộc của các ông đến với ánh sáng văn minh. Bây giờ ông chỉ cần viết bài gửi về nước, tuyên bố quyết tâm thủ tiêu ý chí cách mạng của mình, sau đó về làm quan dưới trướng chúng tôi là được. Tôi sẽ nhận được gì sau khi làm điều đó? Ông sẽ được tham gia chính phủ Nam Triều và được cấp nguyệt bổng đặc biệt. Nếu không về thì có thể ở nước ngoài và chọn nơi ở gần với tờ giấy Pháp. Ở đâu chính phủ cũng cung cấp đầy đủ cho ông. Ông muốn địa vị, có địa vị. Muốn tiền tài, có tiền tài. Hà cớ gì cứ phải chống đối cho thiệt thân. Toàn quyền liệu có trả lại chủ quyền cho nước tôi, thực tâm giúp nước tôi tiến bộ văn minh hay không? Trời đất, sao ông vẫn còn mơ về ngày đó? Tôi xướng lên việc Đề Huệ thì tâm sự tôi thế nào chính phủ cũng đã biết. Nếu các ngài định áp chế dân Việt Nam thì nên lấy thế lực của chính phủ mà thi hành đi, không cần lợi dụng tôi làm gì. Tôi định Đề Huệ là Đề Huệ với cái chính phủ khai hóa cho dân Việt Nam, chứ không Đề Huệ với chính phủ áp bức dân Việt Nam. Chính phủ thi hành cái lối Đề Huệ thật cho tôi được trông thấy. Sào Nam tiên sinh, rốt cuộc thì việc Đề Huệ với Pháp là như thế nào vậy ạ? Đề Huệ chi mà Đề Huệ, quán thù ta hãy còn sâu. Trồng tre nên gậy,
gặp đâu đánh què. Dịch thư rồi gửi lại giúp tôi. Ờ, vậy là sao chứ? Cái đề què của họ so với cái đề què của tôi khác nhau như nước với lửa. Người Pháp vốn dĩ không hiểu hai chữ đề què của tôi, nên đã đưa ra những điều kiện rất bất bình đẳng, không thể chấp nhận nổi. Vậy thì, nếu họ đã xem chúng ta trâu ngựa, thì chúng ta cũng sẽ đáp trả lại. Chỉ nên xem họ là cừu thù, là quân xâm lược thôi. Có lẽ tôi đã quá khinh suất và mơ hồ, hở cơ hội cho bọn chúng lợi dụng để viết ra bài luận đó. Thực dân Pháp đã không chịu đề què thật, thì ta lại tiếp tục chống Pháp, chứ không chịu để đất nước phải sống trong cảnh đề què giả tạo. Tiên sinh đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bao giờ chúng ta đi Quảng Đông à? Chỉ còn vài ngày nữa giỗ đầu của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Các cộng sự đang rất nóng lòng gặp tiên sinh ở đó để bàn việc cải tổ Việt Nam Quốc Dân Đảng à. Ngày mai có thể lên đường luôn, nhưng tôi phải gấp lên Thượng Hải gửi tiền học sang Berlin cho Trần Hữu Công tiên sinh, rồi mới xuôi thuyền đi Quảng Đông được. Thượng Hải không phải là một nơi hành động dễ dàng đâu. Mọi người cứ yên tâm, chỉ có vài người của mình biết tôi đi Thượng Hải thôi. Tôi sẽ cẩn thận để không lọt vào tầm mắt của mật thám Pháp. Cho tôi gửi hành lý ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại ngay. Ở đây có một tài xế rất tốt, mời tiên sinh lên xe. Tôi không đi. Thả tôi ra. Các ông định làm gì? Cho xe chạy tới tù giới Pháp. Tại sao các ông biết tôi ở Thượng Hải? Ông đã coi thường mật thám Pháp rồi. Chúng tôi có mặt ở khắp nơi, chẳng lẽ lại thiếu người bên cạnh ông hay sao? Các ông nên nhớ, hành động bắt người trắng trợn này của các ông đã vi phạm quy chế ngoại giao giữa hai nước Pháp và Trung Quốc. Thuyền binh của Pháp đang chờ ông đó. Thật không ngờ, chính mi là kẻ đã mật báo cho Pháp. Mi ở chung với ta, ta nuôi nấng, ta yêu quý cho mi làm thư ký bên mình. Vậy mà mi lại làm ma cho Pháp. Lâm Tượng Sinh tiên sinh, ông có thư à? Phan Bội Châu đã bị Pháp bí mật bắt đi ở Thượng Hải. Trời đất, tại sao lại thế? Thông tin ở đâu vậy? Đây chính là lá thư mà ông ấy viết gửi tôi. Bằng một cách nào đó, trước khi xuống tàu thủy ở bến Thượng Hải, ông ấy đã kịp viết một lá thư ngắn báo tin mình bị mật thám Pháp bắt đi. Người Pháp thật là manh động, dám bắt người trên đất mình. Chẳng phải hơn chục năm trước ông ấy đã bị kết án tử hình vắng mặt hay sao? Có khi nào Pháp bí mật áp giải ông về nước để thủ tiêu hay không? Ông là chủ bút tờ binh sự tạp chí ở Hàng Châu, ông hãy tìm cách cứu ông ấy đi. Ngày mai tôi sẽ công bố thông tin trên báo chí Thượng Hải để người Trung Quốc được biết. Hy vọng tin sẽ sớm lan về Việt Nam để người Việt đấu tranh thả ông ấy. Pháp đã bắt cụ Sào Nam rồi. Ủa vậy hả? Chúng dám bí mật bắt ở Thượng Hải sao? Chắc chắn là định bí mật thủ tiêu ông ấy rồi. Đúng là thâm độc mà. Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Đã nói là phải hành động trong bí mật, vậy mà họ Phan kia chưa về tới Việt Nam thì báo giới trong nước đã loan tin hết cả rồi. Dân chúng khắp nơi đều chăm chú dõi theo mọi tin tức về ông ta. Dạ, tất cả là do các tờ báo Trung Quốc đã đăng tin Phan Bội Châu bị bắt. Họ kịch liệt công kích hành động bắt người của ta là trắng trợn. Im miệng! Các ông không làm ăn khinh suất thì làm sao họ biết? Vậy bây giờ tính sao ạ? Đã dở lỡ rồi thì cứ giam ông ta vào nhà tù Quả Lò đã. Cùng lắm thì đưa ra xét xử công khai tại tòa đại hình với án tử hình đã định trước thôi.